Đây là cặp thùng hông E22, có đèn xin nhan đã lên ok xong rồi các anh em nhé. Các anh em mà quan tâm đến thùng xe máy Givi thì hãy ghé qua địa chỉ G-Sport số 175 Đặng Tiến Đông, Đống Đa, Hà Nội ạ. Các anh em ở xa thì có thể in box để shop gửi hàng tận nơi cho ạ. Cảm ơn các anh em.